này cộ thế này, cứ tự nhiên này về quê mới về quán thế này. Đang đi sao lại hỏng là hỏng, hỏng thế nào? Xăng thì mới đổ hôm kia, buji thay từ năm ngoái rồi, làm sao mà hỏng được? Ôi giời, ôi giời ơi, tôi chết rồi. Xịt mới đau như này. Điền thế này. Chắc là có cái bọn nào nó giải đinh này, rồi có đứa nó thế nào nó cũng rình để vá đây, nó bẫy mình đây. Bây giờ thì làm thế nào, mệt, mệt mệt nhọc, nhọc quá. Đường về làm còn xa, làm nào hả anh? Làm thế nào nữa thì bây giờ đành phải ngồi đây mà chờ cứu hộ thôi. Thôi chẳng sát đi để em đẩy á? Đẩy? Thế là vợ đẩy à? Không, không, không được, không được, không. Đẩy thế thì còn gì là thể diện của rể quý về làng nữa. Riêng vợ là phải nhất nhất quả đất luôn, không phải đẩy tiếp cả. Rồi rồi, bây giờ thế này. Ngồi đây này, ngồi đây, ngồi ngồi ngồi. Chân chân chân, ngồi đây. Vợ không phải lao động gì cả. Cho thiên hạ nó ngác mắt thì về vợ luôn. Ngồi đấy, đường hơi sắp. Cứ dằng này cho nó bảo đảm trật tự đấy chứ. Yêu vợ là có vấn đề gì đâu. Công to việc lớn là cứ để chồng. Vợ chỉ việc hưởng thụ thôi. Vất vả là chồng chịu hết. Một khi tình yêu đẹp, cầm cầm cho chồng mũ. Ôi giời ơi, kỷ niệm về đầu, ngày đầu về ra mắt nhà vợ vui phết. Rồi rồi không sao, thế mới gọi là chứng minh tình yêu nhá. Không vấn đề, ngồi ngồi chắc nhá, ngồi chắc nhá. Ai này mấy chục năm mà chả đổ bê tông gì cả để mình dắt xe nó mệt thế này. Ôi mệt. Em ơi, tình yêu đẹp nhỉ? Ơi, đẹp cái nỗi gì? Em ấy à, nấu xe hơi ý. Chẳng đẹp, không thiếu, mệt mỏi. Xì, tình vi. Tình tướng. Chắc gì đã đẹp như tình yêu mình. Ôi giời, về này chắc ốm 3 tháng. Vui vui, không mệt, không vấn đề. Vợ đỡ cho chồng, vợ đỡ. Đỡ. Con mệt quá. Đây rồi. Cái gì đấy? Không, lướt à, lướt à. À, gà. Sao thế bác ơi? Sao với răng cái gì cả? Thấy người ta hoàn cảnh này còn hỏi nữa. Có biết cái gà nào, ô tô chỗ nào không? Chỉ cho cái. Bác mắt mù à? Không nhìn thấy cái biển người ta ghi gara sửa chữa ô tô to tướng kìa. Không biết chữ đâu mà khổ. À, không biết chữ thì bác phải tin em nhá. Ừ. Hỏng xe đúng không? Hỏng xe. À, hỏng xe. Vào em, đúng. Chưa à? Đúng hai em rồi. Được rồi, vào. Từ từ, để còn vợ anh, từ từ. Từ. Vợ anh, hàng dễ vỡ. Dễ vỡ thì cũng phải được rồi. Chứ để anh. Chết. Ôi, để anh. Chú dắt xe. Vợ xuống đi, vợ xuống. Dắt ra xe, khéo đổ xe anh nhá. Vợ vào đây. Bác ơi. Xong rồi, tính tiền à? Chưa xong. À. Theo như khám nghiệm tử thi. Cái gì? À quên. Khám nghiệm hiện trường. Ừ. Thì xe của bác không phải là bị hỏng buji đâu. Ôi giời ơi. Ý em nói là xe của bác là bị thủng xăm. Chắc chắn là thủng rồi, con hỏi. Thì theo như kinh nghiệm lâu năm tính toán của em thì chắc là lốp của bác là bị thủng 2-3 lỗ. Này, bịp à? Cướp à? Cùng lắm là người ta dắt bộ có mấy cây mà thủng hai lốt là thế nào? Chỉ cùng lắm là châm kim thôi nhá, đừng có bịp nhá. Bác không tin em à? Không tin. Châm kim thôi. Xin mời bác đi. Đi luôn, đi. Sợ đi như này. Sợ cái gì mà không đi. Đi luôn. Cảnh báo bác nhá, 9 cây nữa. 9 cây nữa mới có một quán. Một quán á? 19 cây nữa chúng tôi cũng đi. Mà em nói cho bác đi. Quán đấy chỉ bán trà đá. Chết. Thôi thì 2 miếng cho đến 4 miếng cũng phải chữa. Thôi, thống nhất làm 2 miếng nhá, chăm sự nhờ bác. Thôi, làm cái gì? Này, bây giờ quán xá không có salon poster cho thượng đế ngồi à? Quán phô long à? Salon đâu?
bác ngồi thẳng xuống đây này. Đó. Nhà em là cái quê em ấy là cái nhà lá vườn. Đấy, chứ không có salon photo gì đâu. Thôi bác ngồi nghỉ ngơi chăm sóc hàng của bác nhá. Em ra báo xe. Nam cẩn thận nhá. Tí anh bò. Ok. Đấy, khổ thế đấy, xảy nhà ra thất nghiệp. Bịp mình. Mình nó khôn như thế rồi mà nó vẫn đẻ ra được hai miếng. Đành chấp nhận. Tuổi buồn. Này tinh vi này. Ra hàng tôi vỡ này. Này thì hàng dễ vỡ này. Bác ơi, hello. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi bác ạ. Xong rồi. Ok. Tiến tình, tiến tình luôn, tiến tình, tiến tình. Theo như thỏa thuận ban đầu là hai lỗ, ok. Nhưng mà lúc móc ra là khách quan đưa đẩy là nó thành 9 lỗ. Cái gì? Và nó lô xiên sang kia là thành 18 miếng vá đấy bác. À, đánh lô xiên 9 thì thế không, chúng không, to không. Xiên. Không, không. Miếng lốp của bác là bị dính 9 cái đinh. Cái gì? Và lô xiên sang là thành 18 miếng vá. Vớ vẩn, cùng lắm là châm kim rồi, tôi đã chấp nhận mất 2 miếng rồi. Giết người cướp răng à? Đây, bây giờ tôi tính cho bác chưa? Có gì anh em bảo nhau. Cái này máy tính hiện đại chứ. Vâng, máy tính Casio hiện đại lắm. Hiện đại. Bây giờ em tính cho bác nhá. Ừ. Tính ít thế 180.000, tức là 18 miếng. Ừ. Cái gì? 18 miếng. Ông giết tôi đi cho nó xong này. Cả cái xe người ta không bán được 150 mà bây giờ tính 180 tôi cho ông cái xe luôn đấy. Bây giờ em nói cho bác biết nhá. Cái xe của bác ấy là xăm là xăm tàu. Sản xuất ở Việt Nam. Đấy thì mà miếng vá của em là miếng vá ở Tây. Xin đúng không? Đấy, thế cho nên là bác phải chấp nhận cái giá này. Thôi nhưng mà đắt quá tôi không giả đâu, thì tôi không giả được. Thì đây bác. Giả. Bác có tính gì đấy à? Giả. Vợ xinh đẹp. Đây, bỏ ra. Mỹ nhân kế có khi nó lấy rẻ chứ thằng này nó chặt chém mình. Thỉnh thoảng đưa đẩy nó tí xem nó may ra nó tính rẻ mình. Anh có món tờ 1 triệu. Chắc gì cái thằng vá lốp này nó có tiền giả lại. 1 triệu. Vợ có tiền lẻ, đưa giả. 1 triệu. Đưa anh 180 đi giả đó. Vợ đưa anh 180. Tính vi. Nào, xong chưa? Lâu thế. Đang hội ý đây, xong rồi, yên tâm. Tiền. Này. Ô, nhìn gì thế? Quen nhau à? Có họ hàng à? Này, cấm không được nhìn vợ tao say đắm thế nhá. Này. Sao nhìn tí dai mà cứ tớn lên là thế nào? Không được tớn lên với dai. Tao cấm mày vợ. Mày mà nhìn vợ tao nhiều tao không giả tiền mày nhá. Tao nói cho mày biết. Ra. Vợ cứu chồng. Có phải tuần sau Trang nói là em cưới không? Vâng. Vâng thế nào? Sao cô bảo là cô lấy tôi? Bây giờ cô đi lấy người khác, cô trở mặt à? Anh ơi, vợ chồng lấy nhau nó là cái duyên cái số. À, hay là 10 năm nữa em quay lại với anh nhé. 10 điên à? 10 năm nữa. 10 năm nữa thì nói chuyện làm gì? Thôi mà nó tóm đi tóm lại là bây giờ không cưới được, không lấy được nhau thì cho đây xin lại con chó. Một đôi bi tất. Còn một cái gì nữa? À đây rồi. Mình là có cái tính cẩn thận. Cứ tặng ai cái gì là ghi hết vào để sau này có vấn đề gì để đòi lại. Đấy rồi, một cái chung buộc tóc. Một cái chung buộc tóc nữa. Còn các cái khoản trái đá linh tinh thì thôi, tôi không đòi. Anh, con chó nào ấy nhỉ? Thì... À, tôi nhớ ra rồi. Cái ngày mà cả thế giới phòng chống cho dại đây, tôi tặng cô. Cô không nhớ à? Kỳ bò thì cũng giả lại đây.